Và sau đây với một nhạc phẩm của nhạc sĩ Huyền Linh, Giao Linh xin được kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Lời Mẹ Nhắn Nhủ. Mời quý vị cùng nghe. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, lời nhắn nhủ khi xưa chúng con vẫn hằng thực thi. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mần khôi, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mần khôi. Mẹ trái tim sao xuyên rụng rời.
xưa.